Mới chỉ hơn một tuần ra mắt cái teaser của Minecraft Movie thì tổng lượt dislike của video này đã lên tới con số 1,5 triệu. Trong khi đó chỉ có 650.000 người like mà thôi. Thực sự là một nỗi thất vọng to lớn và một cuộc khủng hoảng vô cùng tồi tệ đối với lại Warner Bros. Nói riêng. Đi kèm với số lượng dislike này và cái sự phổ biến của cái video này ở trên YouTube và trên tất cả các nền tảng khác, thì cộng đồng mạng và những người fan lâu năm của Minecraft đã cùng nhau chung tay sản sinh ra những cái loại nội dung dựa vào đoạn video teaser này. Đầu tiên chúng ta có cái này. I'm Steve. Đó chính là lúc mà Jack Black muốn xóa hết một nửa số người dislike cái teaser của Minecraft đi đó anh em. Tiếp theo là cái gì đây? Một thanh niên thực sự với tay nghề rất là cao khi mà có thể ghép hoàn hảo mặt con Sonic và con cừu này. Nó khớp một cách bất ngờ và kiểu cảm giác như nó đáng ra phải như vậy đó anh em. Con này nhìn còn giống con cừu cũng cả con gốc nữa. Thì thực tế thì mình cũng không thực sự là quá căm ghét hay là cố gắng bắt lỗi cái video này. Cái suy nghĩ của mình ở trong cái video trước hoàn toàn phải gọi là khá giống với hầu hết đại đa số những YouTuber trên thế giới và kể cả ở Việt Nam. Cũng đồng thời cảm giác rằng cái thế giới, cái texture của những thứ xung quanh nó không hề phù hợp với một thứ gọi là Minecraft một tí nào. Cái đó là chúng ta chưa bàn đến nội dung nha. Ê vô. Ê cái quái gì đây? What? Ok. Ây da, dạ, tự nhiên nó làm cho mình có một ý tưởng. Hello anh em, đây là con cừu hồng mà mình mới vẽ. Và đây là con cừu mà mình tưởng tượng được. Nhìn nó, cái mõm của nó hơi dài, nhìn khá là giống con chó. Thực tế là mình cũng chưa từng thấy con cừu bên ngoài đời bao giờ. Nhưng mà, yeah, đây. Anh em coi nè, anh em coi nè. What the... Để tôi làm một cái hoạt ảnh. Ok, mình mới làm xong một cái hoạt ảnh cho nó để coi. Let's see. What the f- mình phải cho nó trong Minecraft. Anh em đợi mình tí xíu. Ok. Để triệu hồi được con cừu này, chúng ta phải cầm quả TNT nhấn vào con cừu thường. Bây giờ hiện tại skin tôi đâu rồi? Thì hiện tại thì chỉ có một cái animation duy nhất của con cừu này là nó kêu mà thôi. Nó không chưa có animation đi đây. Quay qua đây coi. Quay qua đây. Trời ơi. Man ấy có phải ship from the fog. Let's go. Anh em đã có bản mod ship from the ship from the fog. Đây là thứ mà Steve sẽ thấy. Nhìn nó kinh thiệt. Coi răng nó kìa men. Nó có lưỡi, nó có răng. Skin từ đâu mất tiêu rồi. Thực tế thì sau cái đoạn video teaser trailer có rất rất là nhiều những cái video đạo lại trailer hả? Nói đạo lại cũng không đúng. Làm lại cái teaser đó mới đúng ha. Làm lại cái teaser đó dưới nền đồ họa của Minecraft. Mình không thể nào đăng toàn bộ những cái video đó lên đây. Nhưng mà anh em hãy thử tưởng tượng cũng là cái teaser đó, nhưng mà nó được làm bởi Element Animation thì sao? Là cái nhóm mà hàng năm vẫn đang làm những cái đoạn hoạt hình cho Minecraft, những cái đoạn trailer cho những bản cập nhật của Minecraft đó anh em. Đó cái nhóm đó đó. Thì nó sẽ tạo ra một cái đoạn trailer kiểu nhìn vô cùng hợp lý luôn. Thì điều này có thể là mình sẽ đồng tình với lại những người tạo ra cái bộ phim này, rằng là nếu mà làm chỉ đơn giản là một đoạn hoạt hình Minecraft thì nó sẽ không có gì nổi bật cả. Tuy vậy thì khi mà thực hiện một bước đi táo bạo rằng là làm những thứ không nhìn giống trong Minecraft một tí nào cũng không phải là một điều đảm bảo thành công. Và đó cũng chính là cái mà mình muốn nói với anh em ở trong video trước. Đó chính là mọi thứ từ nhân vật đến thế giới cần phải ăn khớp với nhau thì chúng ta mới cảm nhận được đó là một thế giới thật. Và bộ phim mới thuyết phục được chúng ta rằng đó là một thế giới và những nhân vật trong đó thuộc về thế giới đó. Và đó cũng chính là lý do mà Minecraft teaser thực sự thất bại trong mắt của cộng đồng những người chơi Minecraft lâu năm. Và đây là cái tiếp theo. Nếu anh em đang nghĩ những gì mà anh em đang nghĩ, và tôi nghĩ rằng là anh em nghĩ giống tôi thì không, không phải là cái đó đâu anh em ạ. Đây để tôi vẽ cho anh em. Đây, đây là cái double xô nước. Tôi vẽ hơi xấu anh em thông cảm tí xíu. Đây, hai cái xô nước. Chúng ta sẽ cho cái này vào trong Minecraft. Và ok, chúng ta sẽ cần hai xô nước. Lấy hai xô nước và ba cái gọi là cái này là gì vậy? Trên tiếng Việt là gì vậy? Dây xích hả? Đúng rồi, ok. Dây xích, hai xô nước và ba cái dây xích. Ủa ra rồi mà. Nó tàn hình mất rồi. Ok. Nó chỉ xài nước rồi. Sai rồi. Ok, không sao. Thì chúng ta đã có cái này. Tác dụng của cái này là gì?
Yeah, tất nhiên là chúng ta grab ra hai xô nước thì chúng ta đổ nước ra rồi chứ anh em, chứ còn cái gì nữa. Nhưng điều khác biệt của nó đối với lại những cái xô nước bình thường đó chính là nó chỉ xả nước ngay dưới chân chúng ta thôi. Đúng, chính xác là như vậy. Tôi vẫn không có skin. Nó chỉ xả nước ngay dưới chân của chúng ta thôi, bởi vì cái xô cái này là đến 2 giây được mà chúng ta đâu cầm để chúng ta hất nước lên được đúng không? Chúng ta mới hai cái xô nước này nặng mà chúng ta phải xả nước xuống dưới chân hiểu không? Đó, xả nước dưới chân rồi chưa? À, anh em mà qua tập bất kịch cái này thì anh em sẽ không cần phải phải nhìn xuống dưới nữa không? Ok, thì đi kèm với đó thì anh em có thể xài bao nhiêu cũng được á. Tại vì ở trong Minecraft nếu anh em có hai nguồn nước đồng nghĩa với việc là anh em sẽ có vĩnh viễn nước nước vô tận á, thế nên chúng ta có hai xô nước ở đây, điều đó đồng nghĩa với việc nữa là cái item này sẽ xài được nguồn nước vô tận. Hợp lý không? Hợp lý không nhỉ? Hợp lý chứ nhỉ? Nếu mà hợp lý thì để lại dưới phần bình luận cái, chứ mình nghĩ là nó vô cùng hợp lý rồi đó. Anh em còn có ý tưởng nào nữa không? Kiểu ok. Nói suy cho cùng thì thực sự thứ mà các bạn mong chờ ở trong Minecraft là gì? Liệu có phải là cái này hay không? Hay là cái này? Không, không phải cái này. Hay là Và để ủa rồi rồi thôi sẽ cái skin lại đi đâu mất tiêu rồi. À, và để kết thúc cái video này, chúng ta sẽ làm thứ mà anh em nghĩ là chúng ta sẽ làm nếu mà Minecraft con cừu đó có ngoài thế giới thiệt hoặc là có trong phim đó thiệt. Xin chào mừng. Mình chúc anh em sẽ có một buổi tối tốt lành và hẹn gặp lại anh em vào những video sau nha. Dạo này bão cũng đã qua thì mong anh em sẽ có sức khỏe thật tốt để có thể quay trở lại việc học tập của anh em, và mong rằng gia đình anh em cũng sẽ có thật nhiều sức khỏe. Bye bye. Ok.